Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe và sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe và sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng như các bạn nào đang có định mua xe và sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe rất là quen thuộc luôn, một chiếc xe mà thích hợp để mà chạy kinh doanh hoặc là dịch vụ nè, kết hợp với chúng ta đi gia đình đều rất ok nha các bạn. Máy xăng, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao, đó chính là chiếc Innova. Thì trước mặt các bạn đây chính là Innova số sàn 2017, xe mới vừa được thu về luôn, chưa được làm gì hết nha các bạn, nguyên hiện trạng mẫu xe mới thu về. Thì cái xe này sở hữu màu ngoại thất là màu đồng ánh kim, chạy gia đình 100% luôn, và hiện tại số km chỉ có 38 km thôi nha các bạn. 38.000 km một chiếc xe Innova số sàn 2017, đến nay cũng 5 năm rồi mà đi chỉ được có 38.000 km, thì số km là chuẩn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe chưa được làm đẹp để cho các bạn chúng ta thấy thực tế. Đặc biệt là các bạn ta ở tỉnh xa thì không có nhiều cái thời gian để mà lên coi xe thực tế nè, thì có thể thông qua cái clip này các bạn thấy được những hình ảnh chân thực nhất mà mình quay về chiếc xe. Thì nó sẽ có một số chỗ nó trầy xước, những chỗ nó xấu, để cho các bạn ta thấy thực tế. Và khi mà các bạn ta mua cái xe này á, thì sau khoảng thời gian là khoảng 10 ngày để mà cái xe nó hoàn thành cái khâu kiểm tra chất lượng làm đẹp, thì sẽ bàn giao cho các bạn một chiếc xe hoàn toàn mới luôn, một chiếc xe đã được kiểm tra chất lượng hết và mọi thứ an toàn nha các bạn. Rồi mình điểm lại thông tin cái xe này một lần nữa, đây là Innova số sàn 2017, xe đi được 38.000 km, mang biển số tỉnh Đồng Nai và màu ngoại thất là màu đồng ánh kim. Rồi xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe Innova này nha. Mình đi từ phía trước xe trước nha các bạn. Đây về cái cụm đèn trước là cái cụm đèn riêng và đã được chủ mà ốp một cái miếng đèn mạc chrome, nó tạo điểm nhấn cho cái đèn này. Thì đối với cái miếng ốp này á, các bạn chúng ta không thích thì bên công ty mình sẽ hỗ trợ tháo ra, còn nếu như chúng ta muốn giữ lại thì bên công ty mình để nguyên, vệ sinh cho nó đẹp nha các bạn. Rồi đèn trước nè, cản đâu nè, cản này cũng có sơn dặm rồi nha các bạn, đấy không phải nước sơn riêng đâu nha, cũng có sơn dặm rồi. Rồi mặt ca lăng phía trước thì cũng được chủ trước lắp thêm một cái miếng mạ rơm để tạo cái điểm nhấn cho cái mặt ca lăng đó. Thì nói chung là một cái xe gia đình cho nên là ai cũng muốn trang bị cho xe mình nhiều đồ nhất và những cái đồ đẹp nhất nha các bạn. Đèn bên lái cũng vậy nè, đó đèn zin và đã được ốp một cái miếng mạ rơm. Rồi tình trạng mâm lốp, do xe chỉ đi được 38.000 km thôi cho nên là sở hữu một cái lớp zin theo xe, lớp zin theo xe, mâm cũng là còn rất mới luôn nè. Đó gầm bệ thì chưa có dấu sửa chữa thay thế luôn, do xe đi ít quá, đi mấy được có 38.000 km thôi. Rồi các vị trí tay xe này là nước sơn zin nè các bạn, hiện tại thì nó không có vết trầy xước nào hết, thì đối với cái này thì bên công ty mình sẽ đánh bát đánh bóng lại, không có làm đồng sơn. Còn về thân xe nè, thân xe thì cũng đã được lắp thêm một số cái phụ kiện như là cái nẹp chân kính nè, ở inox nè, rồi cái che mưa, cái bộ chén cửa, rồi cái miếng ốp cửa nè, đó cái bể bước chân nữa, họ rất nhiều phụ kiện trên xe luôn. Thì hiện tại thì mình thấy trên cái xe này á, các vị trí cửa nó có một số cái vết mớp và vết trầy xước nè, ví dụ như chỗ này nè, đó trầy xước nè, rồi chỗ này có cái vết mớp nhỏ nè, đó. Thì đối với những cái vị trí này là bên công ty mình sẽ làm đồng sơn lại, đó sẽ chà nhám rồi sơn lại cái phần cửa này, đó. Thì nói chung xe cũ về á thì sẽ có một số chỗ cần phải làm lại nha các bạn. Mâm lốp sau thì cũng giống như mâm lốp trước, cũng là mâm lốp riêng theo xe và còn rất là dày luôn, đó một chiếc xe gia đình hoàn toàn luôn nha các bạn. Rồi phía sau xe, phía sau xe thì phía sau cái đèn nè cũng là đèn zin và đã được ốp cái viền đèn này, đó tạo điểm nhấn cho cái đèn nha, đẹp hơn. Rồi chống chạy cốp nè, đó đèn bên đây cũng vậy luôn. Rồi cái mâm lớp sơ cua để mình xem, lớp sơ cua thì hơi mòn nha các bạn, thì mình có thể xin công ty hỗ trợ cho bạn thêm một chiếc lớp sơ cua nó dày hơn, cái xe này nó sẽ đủ bộ luôn và nó nhìn nó cứng cáp và nó hợp lý nhất luôn nha các bạn. Gầm bệ thì các bạn thấy nè, đó còn nguyên dấu màu son từ nhà máy luôn. Rồi bên phía phụ thì để mình xem nha, cản thì có một số cái vết xước nhỏ nè, những vết xước này chỉ cần đánh bát đánh bóng ra, không cần phải làm đồng sơn. Còn các vị trí cửa nè, đây như cái cửa bên phụ nè, mình thấy có cái vết mớp nè, đây thì chỗ này sẽ được làm đồng sơn lại đó. Thì mình quay thực tế luôn để cho các bạn chúng ta thấy xe nó sẽ có một số chỗ xấu á thì sẽ cần phải làm lại, như chỗ này nè, đây nè, chỗ này được làm lại nha các bạn đó.
Rồi ngoài ra thì những chỗ khác ok hết nha các bạn, không có bị vấn đề gì hết. Rồi đăng kiểm qua đường bộ nè. Xe thì còn hạn đăng kiểm qua đường bộ đến tháng 4 năm 2023, cho nên các bạn chúng ta dùng yên tâm nha. Không cần phải quan tâm mấy vấn đề đó. Phạt nguội thì càng yên tâm hơn nữa, thì đối với những cái xe mua vào công ty mình đã kiểm tra hết rồi. Kiểm tra về pháp lý, phạt nguội rồi những vấn đề liên quan đến xe đã kiểm tra hết rồi. Cho nên các bạn chúng ta yên tâm mấy phần đó. Rồi ngoại thất cái xe khá ok, có một số chỗ chạy xước thì sẽ được công ty mình làm lại thôi. Bây giờ mình vô trong mình coi cái nội thất xe nha các bạn. Đây nội thất xe. Đó. Xe được trang bị ghế da, đầu DVD, chạy sạc, tắp bi cửa cũng bọc da luôn nè. Đó, bệ bức chân inox nè, lắp thêm nè, sàn simili nè. Đó. Vô lăng rất là mới luôn. Rồi sàn chân 5D, chân 3D. Đó, chạy tắp luôn. Camera hành trình, một chiếc xe đầy đủ phụ kiện luôn nha các bạn, không thiếu thứ gì hết. Thì đối với chiếc xe này các bạn chúng ta mua về chỉ có chạy thôi, không cần phải đi làm cái gì hết trơn nha các bạn. Có đầu DVD luôn rồi nè, đó. Tới mức mà cái tem của cái đầu DVD chưa lọc ra luôn nè, đó, rất là mới luôn rồi nha. Ghế da thì ghế da cũng thuộc dạng da tốt á, rất là dày, rất là mới luôn. Vô lăng nè, đó, bạn để nè, phím chữ nó còn rất là mới nè. Trần 3D nè, trần 3D màu kem nữa, nhìn cái xe nó sáng hơn hẳn. Đó. Rồi phía sau xe nè. Đó. Mọi thứ rất là mới luôn. Mặc dù là chưa được làm đẹp, chưa được vệ sinh gì chăng nha các bạn, mới vừa thu về luôn á. Tại vì mình muốn quay cái cảnh mà xe mới thu về vậy nè, để cho các bạn chúng ta thấy thực tế xe nó sẽ có một số chỗ nó xấu, nó trầy xước, rồi nó không đẹp những chỗ nào đó, để chúng ta thấy thực tế và chúng ta cảm thấy mà nó những chỗ đó nó không đáng kể. Và thực chất mà nói thì những chỗ đó công ty mình sẽ dọn hết rồi, các bạn chúng ta nếu mà không biết nghề về xe thì cũng không nhận ra đâu. Cho nên mình cũng quay như vậy để cho bạn ta thấy được một chiếc xe trước khi làm đẹp thì nó bị những chỗ nào đó, để chúng ta có thể chấp nhận được hay không, mà chúng ta cảm thấy có thể bỏ qua được hay không. Những chỗ đó thì chúng ta lựa chọn thôi. Như vậy thì mức độ hài lòng đối với một chiếc xe chúng ta nó sẽ cao hơn nha các bạn. Đó. Rồi một chiếc xe khá hoàn hảo cả về nội thất và ngoại thất. Đó. Phụ kiện thì đầy xe luôn, không thiếu thứ gì. Đó. Và chiếc xe Nova số sàn 2017 này đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 545 triệu nha các bạn. 545 triệu. Thì nếu như các bạn ta quan tâm hãy gọi cho mình qua số điện thoại nha, mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh và thủ tục mua bán. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Nova số sàn 2017 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.